Ông quý chồng. Ba, ông bé Paka, Monto Kajamakana, Tiki Samaka. I told the Nipra with the Kajun to Krom Sami Vina Mokram Nang Daman Ravani, and the Oka Namai Monto Ka Su Daman Rip Rob and Big Train, the Tok Saw with the Nin of Chatan Akam, the card, meet the Pokot. I saw some kind of clay, the Maripo, Prabil Villa, Charan Heda, I took a lot of people, Jun Piki the Tate, Nongka. អរវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងការតាំងទំនួលចំពោះដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីរូបរូបនេះផងបាទអរគុណលោកប្រធានបាទគឺខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរ២-៣សំណួរចុងក្រោយគឺតើនៅបំបញ្ញមុនសម្រាប់បានសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្រុមគូសាថាតើ ក្រុមគូសាស្រីមានការបាត់បង់នៅក្នុងសម័យនោះដូចជាលោកឪពុកឬអ្នកម្ដាយទៅណាដែរចាអរគុណលោកមេធាវីមុននឹងខ្ញុំនិយាយដល់ឪពុកម្ដាយនាងខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅទំនប់មួយមករាបន្តិចចាសូមសូមមិន បញ្ជាក់បន្តិចនៅតំបន់មួយមករានេះមានថ្ងៃមួយគឺគេដឹកស៊ីម៉ង់មួយឡានស៊ីម៉ង់មួយឡានហ្នឹងគេចាត់កម្លាំងកងច្រឡាត់មាននារីមានមាននារីមានយុវជននាងខ្ញុំក៏ដាក់ឈ្មោះនឹងគេដែរថាខ្ញុំសុំទៅដែរទៅលីស៊ីម៉ង់ម៉ាឡានហ្នឹងដាក់ចុះពីលើឡានហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាប្រហែលជានារី២បរោះ៣ប៉ុណ្ណឹងទេ លីនោះនាងខ្ញុំលីមិនរួចទេប៉ុន្តែបានមិត្តមួយគាត់ជួយយើងដោយសារថាខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែជួយលើកដាក់លើស្មាសូមបញ្ជាក់ទៅអស់ម៉ាឡានហ្នឹងគឺសល់ពេលបានមួយម៉ោងដែរចាប់ថាម៉ោង៤អញ្ចឹងម៉ោង៥បានមួយម៉ោងដែរពីម៉ោង៤ម៉ោង៥នាងខ្ញុំបានសម្រេចចានឹងសូមបញ្ជាក់នៅទៅនោះមួយមករានេះគឺលីស៊ីម៉ង់នេះគឺ កោងហើយខ្នងកោងសឹងដល់ដីដើម្បីឲ្យរួចប្រឹងឲ្យរួចស៊ីម៉ង់មួយបាវមួយបាវចាអស់មួយឡានចាឥឡូវចូលដល់លោកមេធាវីបានសួរខ្ញុំពីរឿងឪពុកម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់ដើរដូចគាត់ដើរបាត់បង់ឪពុកម្ដាយបាត់បង់កូនចៅអញ្ចឹងມັນឃើញកូនចៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរដល់កំពង់ចាមហ្នឹងគេក៏ចាប់ខ្លួនគាត់ទៅសម្លាប់ទៅ ឯម្ដាយនាងខ្ញុំគាត់រស់នៅពោធិ៍សាត់ជាមួយប្អូនប្អូនគាត់ឈឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគាត់ឈឺឈឺហើយគាត់បានសុំសុំពេលដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់សុំអង្គរដែលគេលាងចោលនោះគាត់ថាឲ្យសុំអង្គរទឹកហ្នឹងមកមិត្តនារីខ្ញុំយកទៅមងាស់ដើម្បីហូប ហូបអត់មានកម្លាំងទឹកអង្គរដែលគេលាងចោលនោះគឺគេមិនឲ្យទេតើជីវិតបណ្ដាយខ្ញុំស្មើនឹងស្វាមីស្មើនឹងអ្វីជីវិតណៃទេ គេមិនឲ្យទាំងកលទាំងចោលទាំងទីរហូតដល់គាត់ដាច់ចោលស្លាប់ទៅសួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំសម័យខ្មែរក្រហមតើជីវិតជីវិតម្ដាយនឹងអ្នកទាំងអស់នឹងតើជីវិតជាជីវិត ស្មើនឹងស្អីស្មើនឹងសូកបីជុំមាត់ទៀតគេអោចចំណៃអូចាំអាចអីបណ្ដាជីវិតដៃខ្ញុំតឹងកោចាប់ចោលគេមិនទួយអូទៀតទៀតស្រែកលោដល់ស្រឹង
tới phù vật phúc đại nhân nên cái nhau mình tỏ mà tiết tỏ đầm lại trong khỏi cái hai nữ tỏ ông nợ bọc nào cái hai lãng lãng mỗi ngày nè ri mà phây dù bị chân mà phây ta cạnh phúc đợt tìm mùi nó cứ do tới bàn chung mùa quán mua quán nó quạt bàn lột cho phi lơ lán cho bây lấy quạt nơi bà tê bà răng chà hạt ca để cho tới xùm lạc rô bàn đo sập thằng ấy đi và tỏ mò tiết dục để quạt lột bàn nó quạt rôn mò xuống nhóm ta ơ mật ơi khơi bà bôn nhóm ấy thả bôn mật ái xảy lắm cái cho ta tiết hay cho ta cạch bó tiết hay về nó mật vòn nó có rốt cho bây vinh bạc tư bàn tay trong sông mình chạy đá bàn tay buồn làn tế ngày tì muối nó ngày tì pi ngày tì bay cứ đó cho mùa niềm nhau mai bàn tay ngày tì bay ní kia có bằng chấp cái tha ông cá đã từ mau tha bạ sân cha bạ sân chẳng có bàn rô riêng viên chỉ vật đó sắp ngay bạn xong ở quân lục xây đang bị đang rồi với ní đang sang pe vili chậm nay từ lời pe vili bỏ họ phe kịp sinh tiền hai anh chàng khang đang bị đang rồi với ní xong ở quân lục xây hai xong tê về tất cả chung lục bát thiên làm bài đào đào phe kia để tới chuyện xong ở quân lục bát thiên bà ở quân là chưa bắt đầu tới ông biết đào về tất cả chuyện tới cầm đầm nàng tháp để nhá làm bài miền đọc cả tăng xâm nu đang đang rập vấn đề này là thân bờ biển về còn từ đường sản phẩm hiệp tốc sau với từ liên đường phía sản phẩm đã cạn biển để phục còn để còn bàn thay đi rập cả lòng vấn đề sớm chơi merci monsieur le président sommes encore nous tiens bonjour madame la partie civile mon nom est Vincent Deville et je vais vous poser des questions au nom des co-procureurs ce sont essentiellement des questions sur le barrage du 1er janvier mais avant cela parce que je crois que votre histoire n'a pas été tout à fait complète je voulais vous demander très rapidement ce qui est arrivé à votre petit frère et à votre petite sœur je crois pardon, ce sont deux petits frères, vos deux petits frères, CHAO Samnang et CHAO Savanarit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui leur est arrivé? CHAO Samnang et CHAO Savanarit, vous pouvez nous expliquer ce qui leur est arrivé? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Bị nẹ đi bọn nhóm sạp đời chung ngữ đại nhóm sạp đời đạch buộc bài còn mẹ chung ngữ bằng tay bằng tôi còn đạch cho lại sao bài merci. Je voudrais revenir à votre mariage avant de reparler des conditions de travail au barrage du 1er janvier. Est-il correct de dire que vous vous êtes marié et qu'à par la suite, vous n'êtes plus retourné au barrage du 1er janvier ? Est-ce que j'ai bien compris ? Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été averti sur place au barrage du 1er janvier qu'il ne fallait pas refuser le mariage. Est-ce que vous pourriez nous préciser qui vous avait dit cela? Une fois que vous êtes arrivé à la cérémonie
de résolution, d'engagement. Pouvez-vous nous dire qui a présidé cette cérémonie? Est-ce qu'il y a eu un discours qui a été fait? Vous avez parlé de tâches qui étaient confiées par l'ANCA. Quelle était la tâche qu'on vous confiait en vous mariant? Qu'est-ce qu'on attendait des mariés? Je vous demandais ces questions parce que dans le formulaire de l'information supplémentaire qui était, se trouve au dossier, le D22-339A, je crois, en Khmer 00586027 et en anglais 01098624. Il est dit que les autorités vous avaient dit que vous deviez vous marier pour faire des bébés pour l'encart. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit? Est-ce que vous confirmez cela? Vous faisiez partie, lorsque vous étiez au barrage du 1er janvier, de la brigade mobile du secteur 42. Comment était-elle organisée? Est-ce qu'elle
avait une structure militaire et si oui, quelle était cette structure? Si vous en avez connaissance. Nhóm bồng ban đang tha con trở lại nâng kia khang dầu thế rư khang là nô tê con tại đang tha kê bà ca pháp tha dương chỉ con trở lại đồng bon sai pi hay ca mò thơ từ nục ní miên bay đồng bon sai muối đồng bon sai pi nâng đồng bon sai bay Et dans votre unité, combien y avait-il de personnes et quels étaient les échelons qui étaient au-dessus de votre unité? Mật riêng nâng chư chia mê con xâm rạp bộ niên nhầm hái hay mật riêng nó quạt xa lạp tăng vi xa máy nông hái đời xa quạt khóc xa lạ thò nơi tại mật kim tê mật kim nơi viên xa phư Et la fonction du camarade Kim, quelle était cette fonction? Mật kim nó khót miên một nghìa vậy đấy. Năm xong mình chạy đấy là ở vậy là nhưng mình chỉ cho bà phần màn thế. Mình tái của anh tài tròn chạm tha mật kim nế chứ chỉ nét cực cực chỉ lát đồng bàn sai pì. Pour clarifier, tout à l'heure, vous avez parlé de travail de jour. Vous avez dit que vous vous leviez très tôt, à 4 heures du matin, et que vous travailliez jusqu'à 17 heures, avec un repas entre couper la journée en deux. Vous avez également fait état de travail de nuit jusqu'à 22h ou 23h, et que vous deviez guider CHAO. À part ce travail de guide, est-ce que vous avez travaillé vous-même à porter de la terre pendant la nuit ou en soirée? Khâm phô nâng ban bà đá quạt mau có lại như xâm rã hơi. Tại bông ban thơ ở vầy tê. Rồi ấy mặt đó nâng vì sân thơ mau bà hai chia cần đà triết hát. Nhưng bông ban thơ ở vầy ca tiết thế mình là đặc luôn phập tất hay. Mình toàn đăng tha mạch đôi tha ở rõm mỗi tha mình toàn ban kênh nâng ở ban ngọc ở bầy môi phóng sập tại lưu cái chai sợi tiết ra chờ sợi ai Combien de mètres cubes demandait-on aux travailleuses de votre unité de transporter par jour? Ta cái ao nhà người ta nơi con rệt đầy bần mạng mạch kíp con người thằng ấy cha niên khiêm mau pe lại ni niên khiêm bắt chọn chạm mà chấm nôn hay cứ bấm ai chạm màn thế bàn tay mình cho bắt trăng tha cái na để treo đây bấm màn thế còn tại chạm tha pi mét không mình nè bay nè nắng cứ thơ rôm nỉ rùm khía bờ dương thơ nẹt nà hát cứ chui khía thơ mấy ỏi hai ỏi sầm rách để tam để vây để ghi đập cho ỏi dương thơ
Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que vous avez expliqué avoir travaillé comme personnel médical militaire sous l'ONOL. Vous qui aviez quelques connaissances en matière médicale, comment pouvez-vous nous parler de la qualité des soins qui étaient fournis aux travailleurs sur le site du 1er janvier par les aides-soignants sur place? Est-ce que ce personnel médical à l'époque était correctement formé et disposait de médicaments suffisants pour traiter les travailleurs et notamment tous ceux qui étaient malades sur le chantier? Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de disparition. Vous avez dit que lors des réunions, vous ne saviez pas que les personnes qui étaient critiquées disparaîtraient par la suite. Est-ce que, à l'endroit où vous dormiez, est-ce que vous constatiez des disparitions? Ou bien, pendant la journée, lorsque vous travaillez, est-ce que vous constatiez également que des personnes, des collègues disparaissaient de manière régulière? តែម្ដងມັນឃើញវិលមកវិញអញ្ចឹង
Peut-être une ou deux dernières questions. Est-ce que sur le chantier vous étiez soumis à une surveillance? Est-ce qu'on observait la façon dont vous vous acquittiez de vos tâches au quotidien? បញ្ហាការខ្លួនមើលនេះគឺມັນថាតែក្នុងមួយមករាទេទីកន្លែងណាក៏មានទាំងអស់ការតាមណាចាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាការនិយាយស្ដីក៏ត្រូវប្រយ័ត្នការសម្រាកក៏ត្រូវប្រយ័ត្នការជួបគ្នាសញ្ញោគ្នាឬកេះគ្នាគឺគេតាមមើលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា គឺសុំបីតរេចទៅបងនឹងប្អូនឃើញគ្នារែកក្បែរគ្នាມັນហ៊ានហៅគ្នាទេចាມັນហ៊ានហៅទេហើយក៏ມັນហ៊ានសុំគេមកជួបគ្នាដែរអត់ហ៊ានទេគឺដោយឡែកតែម្ដងហើយជីវិតខ្ញុំនេះគឺតែលតោម្នាក់ឯងរហូតចាជីវិតតែលតោម្នាក់ Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de fuir le chantier à l'époque ou est-ce que vous-même, vous avez pensé à vous enfuir étant donné les conditions de vie et de travail sur place? គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ ទៅ សហករ ហ្នឹង គឺ តែ មិត្តនារី ខាង ចាស់ ជា ប្រជាជន ចាស់ ទេ ឯ 17 មេសា គឺ គេ មិន អនុញ្ញាត ការ ឲ្យ សម្បត្តិ ឆ្នាំ ទៅ ទេ ពេល នោះ ខ្ញុំ ឃើញ មិត្តនារី គេ បាន សម្បត្តិ មក ខ្ញុំ សុំ គេ មើល ឲ្យ សុំ មើល អា ការ សញ្ញេ របស់ មេ លោក សមាជិក មិត្ត គីម ហ្នឹង quạt cha quạt gì nhé nó chẳng thế nhom lui thưa ta mấy nhom thưa chia lịch khách khai khai nó do tự do tự cho ra có đam bây tự xong ban co tầm nát năng score cha nhom thua rồi chẳng tự chụp do thiết tự bốc do thiết về học bản bài tiết đời xa lịch khách khai khai bọc niên nhom cha Pouvez-vous préciser à quel moment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que c'était avant vous étiez vous travailliez au barrage du 1er janvier ou bien pendant la construction du barrage? Et si oui, est-ce que cela s'est vu? Est-ce qu'on a remarqué votre absence? ការដែលរត់របស់នាងខ្ញុំនេះក្នុងការដ្ឋានម្ដងម្កាលនេះគឺសង្ឃឹមថាជីវិតនាងខ្ញុំនឹងមុននឹងក្រោយគឺត្រូវតែស្លាប់ហេតុដូច្នេះហើយបាននាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបែបនេះមុននឹងស្លាប់បើស្លាប់ក៏ស្លាប់តែចុះឲ្យតែបានទៅ សាកកយកលិខិតនឹងទៅមកតបានរបបហើយទៅកន្លែងយោធាហុចលិខិតនឹងទៅគឺបានបាយចាដល់ចឹងប្រាជ្ញាចិត្តថាត្រូវតែធ្វើអង្គវិលទាំងអស់នេះដើម្បីរស់មកពេលវិលទៅវិញមកតែស្លាប់ហើយប៉ុន្តែវិលទៅវិញគេតិចទៀតហើយចាវិលទៅវិញអត់ហ៊ានឲ្យយូរទេបានរបបនឹងហើយគឺវិលទៅវិញ Merci, je ne crois pas que j'ai encore de temps. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Au nom des coprocureurs, merci, Madame la partie civile.
បាទអរគុណជាបន្តទៅនេះអង្គមេធាវីការពារក្តីដែលដំបូងនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជារបស់យើងនៅកាអាចតាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រដ័យថ្លៃរៀបរាប់ទុកសពវិធានរបស់គាត់កន្លងមកនេះសូមអញ្ជើញលោកក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាបាទសូមអរគុណលោកធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចក្រមសូមគោរពអង្គសាវនាការខ្ញុំបាទឈ្មោះលីវសវណ្ណាជាមេធាវី ក្រុមការពារក្តីរបស់លោកនួនជាជម្រាបសួរលោកស្រីដើមដឹងរាប់ប៉ានេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមតាំងសំណួរមួយចំនួនទី1កាលពីមុននឹងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានកូន3នាក់អញ្ចឹងតើកូននីមួយៗនឹងរបស់លោកស្រីនឹងកើតនៅឆ្នាំណាខ្លះដែរបាទ ចាអរគុណលោកមេធាវីញញខ្ញុំកូនទី 1 កើតឆ្នាំ 80 កូនទី 2 ឆ្នាំ 83 កូនទី 3 ឆ្នាំ 85 អញ្ចឹងលោកស្រីលែងលះជាមួយប្តីលោកស្រីឆ្នាំណាដែរបាទកាលលែងលះគ្រួសារនាងខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ 88 89 ចា៎ តើលោកស្រីអាចជម្រាបអង្គសាវនាការបានទេមូលហេតុដែលលោកស្រីលែងលះប្តីលោកស្រីដោយសារមូលហេតុអីដែរបាទចាសូមអរគុណលោកមេធាវីនាងខ្ញុំលែងលះគ្នានេះដោយសារការរៀបដោយសារតែការរៀបការដោយបង្ខំសម័យខ្មែរក្រហម គឺឪពុកម្ដាយខាងប្តីខ្ញុំនឹងគាត់មិនពេញចិត្តមកសម័យនេះឃើញខ្ញុំជាមនុស្សអត់បងអត់អូនអត់ម៉ែឪអត់មានភូមិបកកដីធ្លីជាមនុស្សគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមួយអត់មានកូនអត់ចឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសង្ខេបថាលោកស្រីលែងលះដោយសារស្ថានភាពដែលគ្រួសារខាងប្តីលោកស្រីមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពជីវភាពរបស់លោកស្រីវាមិនមែនជាការមនោសញ្ចេតនារវាងការលែងលះនេះវាមិនមែនការឡើងរវាងមនោសញ្ចេតនារវាងលោកស្រីនិងប្តីរបស់ស្រីទេតែអញ្ចឹងការកត់សម្គាល់បែបហ្នឹងអាចត្រឹមត្រូវទេបាទ នាងខ្ញុំថាតាមកំណត់របស់នាងខ្ញុំគឺការបែកបាក់នេះដោយសារការរៀបការពីសម័យខ្មែរក្រហមមិនដឹងថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវទេលោកមេធាវីចា៎
Mấy lúc xảy ra là ảnh thà ca lấy lẽ đời xa lúc xảy khăn nâng mà đại mấy bộ lúc xảy để mươi nghề lúc xảy để thà ọt chìa công của bìa xảy xảy nông lạng lạng. Chẳng ta ca lấy lẽ nâng việc bẹp bọn mùi mà nôi xảy ra là lúc xảy cho mùi lúc xảy tốt rồi mùi có đời xa sẵn cùng khu xa bỏ đây lúc xảy. Cha xong mình chạy đấy, đam hát mà bị dương tìm mối dương riệp ca đòi một khom đi hơi tìm tí đòi xa ca bạch bạc đòi xa không cua xa rồi bỏ khăn ở đây chia bụng mặt này chia mặt này bằng ca rồi bỏ qua độc đâm thay dương chia mình môi được miền có ba miền của tôi chẳng chắc ai nhom co sầm lại chết đời luôn ai tham mơ tới mình ai sọc san man tê nhom nằng cho chân tâm bóng lúc xây tha mua lại lên lá việc tẹt tuần nằng mập nai cứ tẹt tuần nằng cà riệp cà đòi mình khom cho hai đầu vây ban chi nửa pì lè rụm đó chân nằm bọn rồi chất sập bằng buôn ngày bằng mẹ cả ràm bọn rồi chất sập bằng buôn phía mọ hãy đối với bàn chế lục xây mình thư ca xâm ra chất lệ lệ chà xong nếu ngắm xong mình chạy ra từ lục mê từ vì bình tái hết ấy ban chia pe nô bài mà hai dương mình thưa ca sầm rạch chất lên lẽ mình men chia ca sầm rạch màn tê đời xa tha pe nô mình toán đăng tha dương tự đo ti đau rồi bỏ dương sọc tê rồi bỏ khang quá nô rư cổ khang nhom nỉ vì ai chuộc nẹ na rư cổ giang mạch rư cổ chuộc cua xa rư cổ chuộc giang na nô vì cũng toán đăng na mũi dương cùng ban tro cả lại anh ti đau bật bật cát rồi bật cát phụ cát nơi pe để dương ro khơi phum nợ lương rồi bật cát nó gì phum sau cầm na rồi bật cát do cát tự tốc đặt ti nô hai nó bàn thuê te chung cát hai nó tớ cát miên cầm nứt tha chẳng ro propon để miên chắc miên sập bẫy miên đầy thi miên sai chồng ca chắc là penu hai cô mình men cho dương nâng nghi nâng sầm lại chất tha lên bàn tê đời xa tha đây propon niên nhóm cùng miên ở vây đây chia từng nó rư miên ca chuột to tên niên tê không răng tè ro tê tê đời xa tha mà đây rồi bỏ thoát mình tinh chất nhâm tôi chặt hôn anh cứ nhâm cho tranh lên ra bị quạt nữa lục xây miền trạm bàn tế ta lục xây thua bàn bẩm bình tầm rung bài bật bỏ miền bị chôn rồng cứu đại tế bài cả lòng mà nên nhắm thọ bấm bênh bài bọt chung đông cơ lọ mà ta bỏ miền đại lục xây bấm bênh nó chỉ bỏ miền đại trầm trời tam cả riệp rọt bỏ lục xây rung môi cổ việc khó phí cả riệp rọt bỏ lục xây chà chỉ cá bắt nè vây để cá lang được nông ai cả xa thằng ông nó cứ chia cá riệp rọp rồi bon liêng nhom hai bàn chân chia ai cả xa thằng ông nó chà chia cá bắt bò miên thằng ông chà
ចុះហេតុអ្វីបានជាការបំពេញទម្រង់បែបបទលើកទី1របស់លោកស្រីអត់មានព័ត៌មានដែលលោកស្រីថាលោកស្រីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ Chà, bọn mình bằng khó mà bia bì bia ní, rồi sao tha Môn chôn ca xua tớ bùm chôn là ca riêng ca bằng khóm Chà, ai cứ xa kroi kroi mà tiết nhóm bạn đã đòi gật xua tha cho Cô xa nắng riêng ca bì tê ná, nhóm tha riêng ca xa mây mai gà hôm Chà, bì môn nhóm bùm bàn đằng đáy bàn tay ឯកសារក្រោយក្រោយនេះខ្ញុំបានដាក់ហើយថាខ្ញុំបានរៀបការដោយបង្ខំទៅនោះកាលពីមុនម៉ោង ប៉ុន្តែបើមើលទៅលើទម្រង់បែបបទដែលលោកស្រីបានពេញដែលលោកស្រីអះអាងថាត្រឹមត្រូវមិញឯកសារលេខD22/339ឯកសារជាភាषาអង់គ្លេសលេខD22/331/1 ត្រង់ERN លេខ00403437 មុនឆ្នាំ1575គ្រួសារនាងខ្ញុំចៅឡាងរស់នៅបន្ទាយទាហានប្រសូតខេត្តស្វាយរៀងឪពុកឈ្មោះចៅសាងធ្វើទាហានសាក់3ម្ដាយឈ្មោះសឹមសុខុមនាងខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនបួននាក់នាងខ្ញុំជាកូនបងទី1ឈ្មោះចៅឡាងភេទស្រីកូនទី2ឈ្មោះចៅស្រីភេទស្រីកូនទី3ឈ្មោះចៅសំណាងភេទប្រុស កូនទី4ឈ្មោះចៅសវណ្ណរិទ្ធភេទប្រុសនាងខ្ញុំចៅឡាងធ្វើជាពេទ្យទាហាននៅបន្ទាយទាហានប្រសូតនោះដែរនោះផងដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានជាចម្លើយរបស់លោកស្រីពេលនេះហើយនឹងចម្លើយនៅក្នុងពីមុននោះវាខុសគ្នាលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេ Chà, xong chùm riêng tới lúc mấy thủy Nhóm bông đài thà thuê bệnh nâu bỏ sổ tê Nhóm cứ thuê ca nâu khát xìm riêng Mình tì bệnh Bê nốt cái ọt đài hai mình tì bệnh Buồn rồi buồn tê cái hai mình tì bệnh cắt xong cắt Chà, chùm riêng tầm lọp kế cứ hai chân tay đọc mai với cái hai mình tì bét buồn rồi buồn hãy nhóm mình đã ban riệp rộp tha niềng nhóm thừa ca nơi của sâu tê về nó cứ niềng nhóm nơi ca sạc xa nơi sạc ca sạc xa nơi lao tê nơi của tia của sâu nó niềng nhóm đó là phê là cho năm chất sập tê ban niềng nhóm tới thừa ca nơi khai xin riệp Bà nhóm xong bật chạy và thái Lưu phí năng tự tiết Nước nông ai xa đã đài lắng cứ Lục sấy A an tha lục sấy ban thư đầm ná Chủng liếc chanh bị khai xoài riêng xâm đài mọc rộng phụng bình Nước nông chân nằm bòm rồi chất sắp rám Bản tay môn ní cứ lục sấy ban A an tha lục sấy Ba chìa ចេញពីវត្តចម្ប៉ាស្រុកគៀនស្វាយនេះទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងវិញហើយក្នុងឯកសារចាស់នឹងទៀតលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាលោកស្រីជាមួយនឹងបងប្អូនជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីគឺចៅសាងហើយនឹងបងប្អូន 3នាក់និងម្ដាយលោកស្រី 5នាក់បានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញចុះហេតុអីបានជាចម្លើយឥឡូវនឹងចម្លើយពីមុនខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកស្រី
ខ្ញុំរងរំលឹកមកតន្លៃតបសូមជើញលោកមេធាវីប៉ៃអង្គបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានដោយសារលោកមេធាវីរបស់លោកនួនជាបានលើកអំពីផ្នែកនៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពុំបានផ្ដល់ ERN ទេដូចនេះខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់ERN ដើម្បីយើងអាចទៀងទាត់អំពីផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធបានសូមអរគុណលោកប្រធានបាទគឺលេខ ERN ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងគឺដដែល IERN ជាភាសាខ្មែរគឺមានលេខ00483 បាទក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ ในថ្ងៃទី ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានទទួលជ័យជំនះលើរបបលន់នល់ទាំងស្រុងពេលនោះនាងខ្ញុំចៃឡាងបាននឹកដល់បណ្ដាំរបស់កូរ៉ាដូដាមីតប្រាប់ឲ្យលាក់ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួននាងខ្ញុំឡាងនឹងឪពុកចៃសាងបានបោះបង់កំភ្លើងនិងលាក់ឯកសន្តានទាហានទៅរស់នៅជាមួយប្រជាជនលោកបានប្រាំថ្ងៃក្រោយមកទាហានខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកស្លៀកពាក់ឯកសន្តាន ខោខ្មៅអាវខ្មៅមិនស្គាល់ឈ្មោះមកប្រាប់ប្រជាជនថាមិត្តទាំងអស់គ្នាពេលនេះអង្គការខ្មៅក្រហមជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយអង្គការត្រូវឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅរស់នៅលើទឹកដីថ្មីទីជនបទបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដើម្បីសង្គមជាតិរុងរឿងម៉ោង 9ព្រឹកប្រជាជនទាំងអស់បានចេញដំណើរពីស្វាយរៀងសំដៅទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយឆ្លងកាត់អ្នកលឿងខ្ញុំបាទសូមបន្តដកស្រង់កន្លែងសំខាន់គឺនៅលេខ ERN ដដែលពេលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាជនបាននាំគ្នាទៅរកអង្គសម្រាប់ដាំបាយហូបក្នុងថ្វើដំណើរតាមផ្លូវចំណែកឪពុកខ្ញុំចៃសាងបានទៅរកស្បៀងសម្រាប់បន្តដំណើរទៅមុខដោយប្រជាជនដទៃដែរដោយគាត់ប្រាប់ឲ្យម្ដាយស៊ីមសខុំនៅមើលកូនៗទាំង4នាក់កុំឲ្យបែកគ្ន
ban chi chấm lại để lục sợi chay pin đi thả lục sợi bài pi ở bụng mà đái phần tai chấm lại bỏ lục sợi lượng muốn nắng cứ cài đi bỏ lục sợi lượng muốn nắng cứ thả lục sợi pi chấm lì máu cứ chụp chôm mũi ở bụng mà đái lục sợi vậy. Chà, nhưng nhầm xong xa lần vinh. Cả lúc mê tử bí xua mà ní. Bùm bất bà cót đôi. Nhưng nhầm riêng rộp tê. Đôi nhưng nhầm bán riêng rộp bí bật mà hai. Cả đầy nhưng nhầm màu lên kiên xoay môn trô chân năng. Bỏng quênh bỏ ấy nơi tí nô. Nơi không đầy ớt. Ở bộ khá nhóm nơi tì cọng nông bình. Chỉ môi một ai khá nhóm. Nơi bê đã chật bay nâng. Ở bộ khá nhóm bàn sát mà chuộp niên khá nhóm. Xong mình chạy tình thong năng chắc. Đói xa khá nhóm bộ màn rọt riêp. Nơi khá nông ai cả xa. Đói xa mình ca lịch khá. Mà chuộp niên khá nhóm nâng cứ mà phạm niên nhóm tha tự bác lôi nơi tình yêu kia tranh tình yêu kia bên đây chỉ cầm không ai bác cha nhỏ tử rồi ấy dương mình ai tóc ban tê nâng môn trôn năng sống tôi lúc xây sống cạch xa lúc xây xung đuộc nhóm miệng mên rương nâng tế cư rương đầy chùm liếc đầy lúc xây á áng thà lúc xây bài bìa bục mà đài chẳng ơ còn ta nơi khổng ai kia xa bò lúc xây cư bàn bục trẻ thà lúc xây thôi đầm ná về chùm liếc cư chụp chung chùm người bục mà đài hai khi xong và bắt đầu xem đồ thay bọc nhóm cư nơi mảnh ní lục xây ban miền bắc xa thà phục lục xây cư đài tật đo cập bùng chá mà cái chạp xâm lạp tờ ai mà đài lục xây cư bài tờ nâng cư chùm mùi bồn bồn lục xây cư chùm liếc tại khai bồ sạch văn tài tam ai cái xa tật đáy lệ yếu ơn tật đáy
tiếng bay phía xa nó cứ lục xây ban an thá chấm sông đỏ sáng niềm nhóm chạy lá người mà đai xâm sập không phơi đầm nai từ mục dứt dứt đầu rồng chám cái ở bục chạy sáng một tạm cào toàn tại tụ bây chỉ dạng na mình khơi nhập bục một cào toàn phụ dương chấm tê bục chạy sáng bật luôn và hai chị thể hiện mai cả hôm chập đã quật miền đầm nai rộp băng pẹ nâng miền nam từ crop này trường cả thôi đầm nai tàng thay tàng giúp ở về đập thay ban từ đó sọc chấm cá lứa khai cùng bùng chàm ពេលតដល់ស្រុកចំការលើអង្ការខ្មែរក្រហមបានបែងចែកប្រជាជនរស់នៅតាមភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងគ្រួសារខ្ញុំចៅឡាងទាំង5នាក់ត្រូវបានអង្ការឲ្យស្នាក់នៅភូមិអូកន្សែងឃុំតាប្រុកស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាតើហេតុអីបានជាអង្គហេតុដែលនៅក្នុងចម្លើយលោកស្រីពីមុនហើយនឹងអង្គហេតុនៅពេលលោកស្រីបានរៀបរាប់នៅថ្លែងទុកនៅថ្ងៃនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងបែបនេះបាទចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរខ្ញុំពុំបែរបាននិយាយទេពីរឿងថាជួបជុំឪពុកម្ដាយទៅជាមួយគ្នាឬក៏បែកតាឪពុកនោះខ្ញុំពុំបាននិយាយទេគឺនៅចង់ចាំច្បាស់ណាស់ថាឪពុកមានពេលមួយជួបហើយគាត់វិលទៅវិញចាវិលទៅវិញហើយបែកគ្នាទៀតបែកទាំងអស់ឪពុកបែកដោយឡែកម្ដាយបែកដោយឡែកបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកស្រីដើមដងរបនេះខ្ញុំបាទសូមអរសំណួរអរគុណលោកបាទអរគុណដែលជាបន្តនេះអរវាផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមប្រសាមេធាវីកាប់ពីក្តីលោកខៀវសំផនMerci Monsieur le Président. Bonjour Madame la partie civile. Je m'appelle Antagissé et je suis co-avocat international de Monsieur Khieu Sampan. Je vais également vous poser quelques questions de précision par rapport à votre déposition. Je vais m'intéresser tout d'abord à la période au cours de laquelle vous avez travaillé sur le barrage du 1er janvier.Vous avez évoqué un incident avec votre collègue qui souffrait de cécité nocturne en indiquant que c'est grâce à l'intervention de trois responsables qu'on a pu donner des instructions au chef de groupe pour qu'il arrête de faire travailler votre collègue la nuit. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces trois responsables qui sont intervenus ? សោតសម័យនោះអ្នកដែលបងកកសែងសោតគឺមានតួនាទីខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែឈ្មោះនាងខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេអេស្គូវូសអាវេស៊ូលើរណូលោកស្រីស្គាល់ឈ្មោះពួកគាត់ទេចានាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺនាងខ្ញុំអត់បានស្គាល់ឈ្មោះទេគ្រាន់តែថាដឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដោយសារថាសម្គាល់ទៅលើនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់នោះសម្គាល់ដូចគ្នាតែឲ្យតបងកកសែងសោតកម្មាកសែងសោតសុតហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេគឺជាមន្ត្រីរបស់គេជាន់ខ្ពស់ហើយចា៎
Est-ce que vous saviez s'ils occupaient des postes au niveau du district, au niveau de la commune ou ailleurs? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរវាបើតាមខ្ញុំដឹងឬសូបន្តែមិនជាជាក់លាក់ឬប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងឮច្បាស់មេក្រុមមេកងនោះគាត់ថាហ្នឹងថ្ងៃនេះមានគណៈមជ្ឈិមគាត់ចង់មកតែនាងខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេអត់បានស្គាល់ថាអ្នកនោះជាអ្នកណាទេគ្រាន់ថាឃើញមកមែនឃើញមកបីរូប Est-ce que vous avez vu des grands dirigeants à plusieurs reprises lorsque vous travaillez sur le site du 1er janvier? Est-ce que vous connaissiez Pol Pot à l'époque où vous travailliez sur le site du 1er janvier? Je vous dis ça, madame, parce que dans votre déclaration E3, enfin, votre formulaire de victime E3-5965, en français 00846972, en Khmer 00484836. Il n'y a pas de traduction en anglais spécifiquement de cette déclaration. Ok, il paraît qu'il faut que je redonne les ERN. Donc en Khmer, 00484836. Et en anglais, il n'y a pas de traduction de ce document en particulier, mais le contenu se retrouve également au document E319-27.4.13. Et en anglais, c'est l'ERN 01-09-86-16. Voilà ce que vous dites dans ma version en français. Tous les mois, Pol Pot se rendait une ou deux fois au chantier où il nous disait de nous efforcer de travailler pour notre pays. Ma question est donc la suivante. Avez-vous vu pendant la période pour laquelle vous avez travaillé sur le site du 1er janvier, tous les mois, Pol Pot vous encourager à travailler pour votre pays? ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកមេធាវីដែរទោះបីជាលោកប៉ុលពតគាត់ទៅទីនោះយ៉ាងញឹកក៏ដោយមិនញឹកក៏ដោយគឺនាងខ្ញុំអត់បានស្គាល់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំពុំដឹងថាគាត់មកប្រមាណដងនោះទេគ្រាន់តែបានឮថាឲ្យតាមរយៈរបស់គណៈតំបន់និងមេកងដែលលើកឡើងទេគាត់ថាឲ្យខំប្រឹងប្រែងដោយមានអង្គការធំៗគាត់ចុះមកមើលហើយឋានៈតំបន់ហ្នឹងគាត់បើកប្រជុំក្នុងកងចល័តតំបន់40ហ្នឹងគឺឲ្យយើងបដិញ្ញាចិត្តដូចបាន
rieb roap pi prak mainh hai. Ma question est plus précise. Est-ce que vous avez dit lors de l'établissement de votre formulaire que Pol Pot venait tous les mois sur le site du barrage du 1er janvier? ប្រហែលជាបីដងទេនៅពេលដែលខ្ញុំលើកទៅលោកនោះហើយខ្ញុំពំបានស្គាល់ថាប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចនោះទេគ្រាន់តែមេកងថានោះប៉ុលពតគាត់ដូចគេថាអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាមួយណាទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុលពតបាត់ប្រកាសឬមិនបាត់ប្រកាសខ្ញុំអត់បានដឹងទេហើយក្រាន់តែថាដឹងថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីមជ្ឈិមឬក៏ឋានៈតំបន់គាត់បើការប្រជុំហើយបើតាមខ្ញុំចងចាំឬក៏ភ្លេចមកចំនួនតាមចងចាំពិតប្រកបនោះគឺមានតែឋានៈតំបន់ទេដែលគាត់ប្រជុំញឹកញាប់ចាតែឋានៈជាន់ខ្ពស់ដូចលោក Donc si je comprends bien, quand vous avez établi votre formulaire, vous avez dit il est possible que Pol Pot soit venu. Parce que lorsqu'on lit votre formulaire, on voit ça comme une affirmation et on a l'impression que vous avez vous-même assisté à ses visites. Donc si je comprends bien, et je vous demande de me rectifier si je commets une erreur, vous avez émis la possibilité d'une présence de Pol Pot, c'est bien ça. និយាយ សង្ខេប ឡើង វិញ គឺ បាន ន័យ ថា លោក ស្រី គ្រាន់ តែ ឆ្លើយ ថា ប្រហែល ជា ប៉ុល ពត អាច មក ដែរ ទេ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច ចា ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ឡើង វិញ ពាក្យ ដែល ថា ខ្ញុំ ដឹង ថា ប៉ុល ពត មក នោះ គឺ ដោយ សារ មេក្រុម របស់ នាង ខ្ញុំ និង មេ កង គាត់ ថា ថ្ងៃ នេះ មាន ប៉ុល ពត មក ហើយ គាត់ ជា មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ ចាឲ្យខ្ញុំស្គាល់ថានោះជាពិតប្រកបជាប៉ុលពតនោះគឺខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេចាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់តែលឺគេថាឬមេកងឬមេក្រុមគាត់បានប្រាប់ថាមានប៉ុលពតគាត់មកគាត់នៅលឺតាមរយៈអញ្ចឹងទេបើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះឬក៏ឲ្យស្គាល់មុខមាត់នោះគឺខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេ D'accord, donc vous me parlez d'une visite. Donc, moi, ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi il est marqué dans votre formulaire qu'il y avait, non, dans le formulaire en français et en Khmer, il y a marqué une ou deux fois au chantier. Est-ce que une ou deux fois par mois, hein? Ma question est, ça ne vient pas de vous, mais une ou deux fois par mois? ខ្ញុំ សួរ លោក ស្រី ថា តើ លោក ស្រី ឃើញ គាត់ មក ហ្នឹង មក តែ ម្ដង ទេ តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ឬ ម្ដង 2 ដង 1 ខែ ប៉ុណ្្នឹង ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច ចា ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ឡើង វិញ ដល់ 1 មករា នេះ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ការ ទី នោះ ខ្ញុំ ពុំ បាន ធ្វើ ជាប់ លាប់ ដោយ កង ចល័ត ដតី ទៀត ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដឹង ថា ប៉ុល ពត មក នេះ គឺ បើ តាម ខ្ញុំ គេ ប្រាប់ នោះ តែ ខ្ញុំ ឃើញ ជាក់ លាក់ ពិត ប្រាកដ នោះ តែ ម្ដង ទេ តែ បើ តាម គេ ប្រាប់ នោះ វា មាន 2 ដង ទៅ 3 ដង នោះ ប៉ន្តែ ខ្ញុំ បាន ឃើញ តែ ម្ដង ទេ ដែល គេ ថា ប៉ុល ពត នោះ ដែល អង្គុយ 3 នាក់ នោះ ដែល ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ហើយ
Je vous remercie de cette précision. Toujours des précisions par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à ce qui figure dans votre déclaration. J'ai cru comprendre au début de votre déposition que vous avez évoqué votre travail auprès d'une femme d'origine philippine. Et au cours de votre déposition ce matin, j'ai compris qu'elle était colonel en charge de stocker des explosifs. C'est ce que j'ai entendu en français. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce point ? จ้าខ្ញុំអាចរៀបរាប់ជូនមេធាវីបានលោកក៏រដូវដាវីតគាត់ពាក់សាក់ប្រាំគាត់ជាអ្នកទទួលមន្ទុកទៅលើក្របគ្របប្រភេទដាក់ឃ្លាំងគឺគាត់ចាំត្រួតពិនិត្យមើលដែលគេដាក់ចុះពីកប៉ាល់ហោះដឹកជញ្ជូនចូលឃ្លាំងគាត់ត្រួតពិនិត្យប៉ុណ្ណឹងចា C'était un homme ou c'était une femme? Mùi hà pi. Bạn tay quạt nâng thừa ca. Bà rô bọ quạt nâng cặp mái. Cả lại anh nhóm thừa ca. Cả lại nhóm thừa ca. Hay nhóm đăng ní tam rồi chết. Rồi bọ lục. Lục sạc bay bên giam. Thừa ca chỉ mùi quạt nâng. Lục sạc bay bên giam nâng quạt. Này nôm. Nhóm chỉ còn thơ rồi bọ quạt. Je vous dis ça, madame, parce que dans votre déclaration E3, dans votre formulaire E3-5965, à l'URN en Khmer 00484834, et en anglais, vous allez avoir la traduction correspondante sur le document E3-19-27.4.13 à l'URN suivant 01-09-8615. Malheureusement, il n'y a pas de traduction en français, donc je vais vous lire ce que l'on lit sur votre déclaration, votre formulaire, en anglais. I was working cooperatively with a female Filipino medical doctor whose name was Corrado Presuit. Was Corrado Damit, In March 1975, due to the social unrest inside the country, Corrado Damit went back to the Philippines, our home country. Fin de citation. Donc, ma question est de savoir si cette personne venant des Philippines était bien colonel en charge du transport de munitions ou est-ce que c'était une femme médecin avec laquelle vous avez travaillé. Bonjour.
Alors, on m'indique que dans la traduction en Khmer, il y a peut-être une erreur. Donc, je répète ma question de savoir si cette personne des Philippines était un colonel homme en charge du transport de munitions ou bien un médecin femme avec laquelle vous avez travaillé au sein d'un hôpital militaire. Cha nhóm xong mình chạy chung tờ bình ở chỗ ba. Nhưng nhóm chia bọc lực bẹt. Cha nói bẹt buồn rồi buồn. Ai lục cô ra đô ra bị nắng quát. Chị nẹ cực 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 rộng xe để tranh phi bà tê. À mê rết. Do một đặc lãng nó quạt chăm thật mưa cao khó trái cứ quạt chia bỏ rõ tê hay ca nghe ní. Bỏ rõ bỏ quạt nâng viên nơi cậm mai nâng mần tì bẹt. Mà kháng mần nè, mà kháng chia cả lãnh tì tăng đầy quạt phơ cá. Mà kháng chia mần tì bẹt. Tại quạt nâng chia bộ mạ rõ bỏ ba nhóm. Đây chỉ ba thò rõ bỏ nhóm nâng chmuốc bên chém xạ bay. Et est-ce que nous sommes d'accord que vous situez cette période à peu près, enfin en 75, dans le premier trimestre 75? Monsieur le Président, je suis consciente du temps qui s'est écoulé. Là, je vois qu'il est presque 4h15. J'ai encore 5 minutes de questions, si vous m'autorisez, pour pouvoir terminer la partie civile aujourd'hui et ne pas avoir à la faire terminer, enfin à revenir demain si ce n'est pas nécessaire. អង្គភាពដឹកជញ្ជូននៃកាយឡៃរដ្ឋបាលផងដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងការពន្យឺតពន្យានៃការដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីបុគ្គលិកត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញផងហើយអញ្ជើញឲ្យមានអនុញ្ញាត Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être brève. J'en reviens maintenant à la période au cours de laquelle vous avez travaillé sur le barrage du 1er janvier. Et vous avez évoqué une période au cours de laquelle vous êtes tombé malade et vous avez eu de la fièvre. Et vous avez évoqué l'aide de votre ami qui souffrait de cécité nocturne, CHAO, si je me souviens bien, en expliquant qu'elle avait fait un remède à base de feuilles de képoc qu'elle vous avait fait boire et mis en cataplasme. Dans la mesure où vous avez indiqué avoir une formation médicale, ma question est la suivante. Est-ce que ces méthodes traditionnelles étaient fréquentes à l'époque au Cambodge? Tụi mình đây ở chùm rơ, về nó ở chùm rơ, miền ở vây đại trời trời rơ tê, bố ấy ở miền thân nam bệt bệt bỏ con, miền tại thân nam xa lo ai tầm sai. Chẳng thế, bởi tam dân chưa nẹ thua lo thua bệt nó dân mạnh ai chưa tê, bàn tay ở chùm rơ, trời ta bị sọt mơ. Thà ta dân ai thu xa ra màn đại ọt. Chẳng nhóm khách không, hộp, sợ cô ni tật cô ni bia ban chui ca tật chẹn nông ban mà chấm nôn hay nông ban aspirin mà crop rum xong mà ban tập ban chấm người nhom chia sát máy anh đi bờ tụ bay chưa mình chưa có trơ tại chưa đấy đòi xa tha ca cái đầu kháng mau sao máy ní dương bị bạn nông chia bạn nè làm pet
À ce propos, j'ai compris de votre déposition tout à l'heure que vous avez indiqué que vous avez également eu. Alors, j'ai compris d'abord que c'était des pilules traditionnelles et puis vous avez également évoqué de l'aspirine en disant que vous avez reconnu de l'aspirine. Est-ce que vous pouvez m'indiquer qui vous a remis ce cachet d'aspirine? Et est-ce qu'il s'agit bien des soignants qui étaient sur le barrage à ce moment-là? Mơ tới giật than là phía bà bò niêng khi mới về thôn hô bê. Bỏ hai chia mình đạch chất ai xa lắm. Dương ta tam bong khâm xì phô để quát lơ đai xong phía nô. Học mà quát năng mơ quát quát đi. Miền ta khi nhóm chơi đây chỉ nẹ quát. Mơ à xa tới cái đá aspirin. Bàn tay mình nghe rõ tế thầm năng mình nghe nhẹ nào ta tuột bàn tế xong chùm mịt đai chá. Bàn tay chìa ạ có xo, chìa có xo phát bàn rộp bàn niên khám hai đại bàn ta tuột bàn thầm mùi gọp nốt chá. Et ce sera mon dernier point. Vous avez indiqué avoir été envoyé en rééducation avec deux autres de vos camarades après avoir refusé de quitter une coopérative. Et dans votre déclaration E3-5965, il est indiqué que... Alors, je vais prendre... la référence en anglais du document E319-27.4.13 à l'URN en anglais 0109-8616 et je vais citer en anglais. Vous évoquez, pour résumer, le moment où vous êtes retourné chez votre mère et vous dites que vous avez quitté votre endroit d'affectation pendant trois jours. Et quand vous êtes revenu, voilà ce que vous dites en anglais. When I arrived at the unit, the street chief of the unit, one of whom was Takim, called me to be re-educated. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez fait l'objet de plusieurs rééducations, à savoir une fois lorsque vous avez refusé de quitter la coopérative et une fois après vous êtes absenté sans autorisation pour aller votre mère, ou est-ce que c'est une confusion dans le cadre de votre déclaration, votre formulaire de déclaration de partie civile? ឬក៏មានអ្វីខុសពីនេះទៀតក្រៅពីចម្លើយដែលលោកស្រីបានផ្ដល់នៅក្នុងទម្រង់បែបបទរបស់លោកស្រីចា៎នេះគេមកយកខ្ញុំទៅវិញនេះគឺមិនមែនយកទៅកសាងទេគេយកទៅកន្លែងធ្វើការងារវិញតែនាងខ្ញុំជំទាស់នេះបានជាគេដាក់ច្បាប់បដាទាំងជប់នោះដោយសារថាគេណែនាំ tăng vì phê bực là hốt đó là nghiệt nơi tại trong bậc cai tiên
Bởi chắc bà lộp hai nó thì hai tư bị chung. Cái hai thiên giả bà tư bị chung ta xong bị chết. Rồi tư bị chung là bây bọc. Bọc ở rụng niên khi nhóm chô luôn từ từ chua kê đám bây kê đặt cho bà chọn cho ta. Cho ta cả than lại dương là vơ càng nghe. Ça, j'ai compris sur le moment où vous deviez quitter la coopérative. Ma question, et ce sera ma dernière, si c'est clair, c'est est-ce que lorsque vous êtes revenu des trois jours après votre mère, vous avez fait l'objet d'une rééducation ou non? Này nóm hai, có sang hai. Vì tha mật anh, ọt miên ngày một ngày khói phương chân tiết tê. Chọc bị bê nâng tư, còn phương chân tiết. Bên ní ông ca tam bỏ mật ai rồi khía nâng ấy. Bạn ta ngày khói nâng mật anh còn plích tha, mật ai tư bỏ ông ca với nhau. Mật anh còn plích. Bên ní ông ca tam bỏ mật ai. Tại complex ngay cái loại bị chết từ tam ông võ ông cao bình ta năng kia bầm miên chân. Monsieur le Président, compte tenu du temps, je vais m'en arrêter là. Lục Thiên đây mới tới khi anh về với đi can tại từ một hơi khi nhâm sôm bận chập trong này thêm đang Lục Thiên. Bà ông quân lúc đây mới chuẩn bị. Bà xăm là ca nơi ngày ní đó là bị chụp tụm rạ hơi. ហើយអំពីប្រកាសផ្អាកពេលចម្រើការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះសកម្មការលើកតម្កល់ធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុទ្ធទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជួយបាទសូមអធិស្ឋានលោកប្រធានដែលកាន់លោកប្រធានយ៉ាងដូចនេះលោកប្រធានមិនបានតวนផ្ដល់ឱកាសដល់លោកស្រីដើម្បីលើកជាសំណួរតាមរយៈលោកប្រធានជូនទៅជនជាប់ចោទទេលោកប្រធានសូមអរគុណ Bà chơi lúc rồi chào láng hay miền tầm nô hay là trong xua từ chụp bùa chôn chụp chào tạm để dưỡng đại đi tế mà miền thông chơi mà. Chà xong ọ con lúc bởi thiến xong cổ rục nâng xong ọ con lúc bởi thiến nên khi nhóm miền xong nô bi chùm nội đại trời xua. Tại lúc khiêu xong phong lực lang tha măn và thna chùm liếc măn và thna xong lắm. Ta nổ ná chỉ nẹ thơ ba nhà hát tiếng ảo nụ. Mùi tiết. Vì lúc khiêu xong phong lực bàn lực lang tha măn chóng này dây. Chỉ mùi nẹ đai măn chóng sẵn. Ta chân rong cua tiếng nâng nẹ đai măn đăng rốt bạ về ni tiếng ảo ni. Mình chẳng đáp quát rưu dàng nè. Chà xong ớ, ớ, ớ xong nô lô bà thiên. Bà, ớ quân, lục sợi chào láng. Hay, ông chùm rìa, xong chùm rìa bốc sợi tha, nơi khăn ông xa mạng ca, ca bình thường hai tìm bấy, khai mẹ gà ra chân hà bì phong đọc rắm. Bọn tòa bì ông chùm rìa bán sát đáp chùm chọp cháu tăng phi rụp, xoay mình chạy bì ca đẹp vụ quát rẻ xa sứt nơi thương mình xoay tốp nơi xùm nô. អង្គជំរះបានកត់សម្គាល់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់នៅតែរដ្ឋាភិបាលជំហររបស់ខ្លួនបន្តអនុវត្តនូវសិទ្ធិនៃស្គាមមិនឆ្លើយតបដដែលលើកលែងតែនឹងរហូតដល់ពេលណាដែលអង្គជំរះត្រូវតែបន្តទទួលបានព័ត៌មានជាក់ច្បាស់ផ្សេងទៀតពីជនជាប់ចោតឬពីសហមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតហើយនៅក្នុងសម្ដីការនោះអង្គជំរះបានកំណត់ឲ្យជនជាប់ចោតនឹងឬមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយដំណឹងម
ហើយយល់ព្រមឆ្លើយតបនឹងសំណួរបងអង្គជំរះឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅដំណាក់ការមួយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការហើយធម្មតាពេលនេះអង្គជំរះមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ពីការសម្រេចលះបង់សិទ្ធិក្នុងការនៅស្ងៀមបន្លាយតបមកជាការយល់ព្រមឆ្លើយតបនឹងសំណួរនៅឡើយទេបាទហើយ
សម្រាប់ការថ្ងៃនេះអង្គមេបកាសផ្អាកហើយត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកតបតធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គខ្ញុំរះនឹងធ្វើសម្រាប់ការស្ដាប់សេចក្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងពិចារណាកម្មរបស់ដើមដឹងរដ្ឋប្រតិភិជនពីរូបពី TCCP 9949កើសបីនិង 949កើសបួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋានទំនប់ មួយទំនប់ត្រពាំងថ្មសូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមកិច្ចវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីចៅឡាងសំណាកការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងពិចារណាកម្មដែលលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីបានទទួលរងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់មួយមករានៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយលោកស្រីអាចចម្រើនបានហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំព
ហើយនឹងឲ្យជូនដល់ម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យពីរូបផ្សេងទៀតដែលបានបំរុងទុកនៅថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងទីកោះថ្នាក់នៅនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនមកប្រមូលព្រឹកហើយអង្គមេអរគុណលោកស្រីឆាយម៉ារីដែលជាបុគ្គលិកអង្គការ TVO លោកស្រីអាចសម្រាប់បានហើយហើយប្រកបឲ្យនៅរយៈពេលកំខាំងនាំខ្លួនជួយចាប់ចោតទៅពីរូបនួនជានឹងខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរកំខាំងន